Dạ con cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu thứ hai ạ. Dạ thưa bác, hiện nay Việt Nam bị Trung Quốc tranh giành Hoàng Sa, Trường Sa, có nguy cơ xảy ra chiến tranh thì bài 24 giáo lý giúp được cuộc xung đột này không ạ? Nếu mà cái bài 24 ra này thì đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Liên Hiệp Quốc sẽ lấy lại được, lấy bằng một cách theo luật pháp chứ không phải là lấy theo kiểu tranh giành. Nếu cái bài 24 này mà Liên Hiệp Quốc nó thực hiện đúng, không những là nó giúp cho cái Hoàng Sa, Trường Sa trở về chủ của nó là Việt Nam, mà còn các nước, các cái đảo mà nước này chiếm với nước kia sẽ được trả lại theo luật công bằng của thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi.